tắm nhanh lên rồi về làm nhiệm vụ. Có mỗi ba đứa mình ở đây thôi, làm nhiệm vụ lúc nào là tùy mình mà chị. Thôi về bánh, ngon cái là xong. Sao chị cứ phải nghĩ đấy nhở? Chúng ta ở đây không phải để chơi. Em muốn xin thủ trưởng thêm người để săn bắn cải thiện. Như vậy phải là một người đàn ông. Vâng, một người đàn ông ạ. Còn lý do gì khác không? Bệnh này cứ có đàn ông chăm sóc và đỡ ngay chị ạ. Không ạ. Nguyễn Lan ơi, Nguyễn Lan. Đàn bà mà đi vào rừng một mình bị khỉ vượn bắt được là nó hết đấy. Chị ơi, nó không phải là một con ngựa bình thường, đúng không? Nó thích chị.